khởi nguồn từ câu chuyện nào của đạo diễn và điều mà Tân muốn gửi gắm đến với khán giả thông qua bộ phim này là gì? Ok, đầu tiên cho Tân được gửi lời cảm ơn chân thành nhất với tất cả mọi người đã có mặt ở đây hôm nay, là mọi người đã có mặt để mà ủng hộ cho cái dự án đầu tay của Tân. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì dự án Giao lộ 865 ra đời trong cái cơn dịch Covid. Lúc đó thì Tân với lại hai người bạn thân của mình là anh Huỳnh Trung Tính, là giám đốc sản xuất của dự án, và biên kịch Trần Khánh Hoàng rất muốn cùng nhau làm một cái dự án về du lịch. Thì với cái cương vị là một người làm phim thì Tân muốn biến cái ý tưởng đó thành một cái dự án điện ảnh chỉnh chu để có thể gửi tới cái tinh thần du lịch tới tất cả mọi người. Là về cái vấn đề, anh thấy là cái võ thuật Việt Nam chúng ta nó hơi giống so với nước bạn. Thì em xin trả lời cái này, cái kịch bản... Cái kịch bản của bộ phim này á, là do em với lại biên kịch Trần Khánh Hoàng cùng nhau viết khi mà tụi em đi scout Bình Định về. Và cái hình ảnh mà của Lợi Trần, ban đầu tụi em yêu đó là một cái võ sĩ Muay Thái. Và cậu ta không hề biết về những cái võ thuật truyền thống của Việt Nam. Và khi cậu ta có cái dịp mà tới Bình Định, gặp những cái con người ở Bình Định, thì dần dần trên cái con đường đó cậu ta mới tìm hiểu và dần dần cảm thấy là cái võ thuật Việt Nam mình còn rất là nhiều thứ hay, chứ không phải chỉ có sử dụng nắm đấm. Còn cái việc mà em nghĩ là nó hơi giống thì cái đó là em công nhận, tại vì thật ra là cái văn hóa của Việt Nam mình nó còn rất là nhiều thứ cần khám phá. Nhưng mà trong cái khả năng của mình thì em chỉ có thể làm tốt nhất có thể. Thì trong cái dự án này nó có nhiều cái điều nó cũng thật ra nó chưa có phù hợp, nhưng mà em sẽ cố gắng rất nhiều để xử lý cho những cái dự án sau. Ở mỗi một cái vùng đất á, mình muốn giới thiệu một cái nét văn hóa mà nó đặc trưng nhất. Thì ở Bình Định, tức là mình muốn giới thiệu về cái tinh thần võ học, võ đạo của Việt Nam. Thì để mà giới thiệu một cái tinh thần rất là đậm đặc như vậy và đưa vào một cái kịch bản phim thì thật ra nó rất là khó. Thì để mà nói về tinh thần võ đạo thì chắc chắn nó phải dính tới võ thuật. Thì võ thuật đó là gì? Nó phải có bạo lực trong đó. Thì bạo lực đó nó là cái phần còn lại, nhưng mà cái tinh thần võ học là cái thứ mình muốn nói. Đó là cái cách để mình truyền đạt cái thông điệp của mình vào bộ phim. Thì đạo diễn chỉ đạo trong phim này á, đó chính là team của Quốc Thịnh, anh Quốc Thịnh. Thì là còn nếu nói về cái võ ở Bình Định á, thì ba cái võ đường mà hồi nãy chúng ta xem phim thì đó là ba cái võ đường thật sự. Và ở chùa các em nhỏ tất cả là mọi người đều là võ đường thật và tập thật ở Bình Định cả. Dạ. Còn cái câu hỏi mà anh nói là cái chú bắn chế hoặc là cái cô bắn bún đó, thì thật sự đây là một bộ phim hành động, thì em thấy là về truyền thống như vậy thì em nghĩ là cái sự tính toán của anh Tân và anh Tính là cho một cái chút sinh động ở một cái phần fantasy, đúng không ạ, để cho thêm sinh động hơn thôi. Còn mà cái lúc mà cái đoạn cuối cùng từ nhân vật Vũ từ Bình Định học võ về, em nghĩ là chắc là có nhiều anh chị sẽ thắc mắc là tại sao mình học ở Bình Định vậy mà mình lại không dùng cái võ thuật của Bình Định để mà mình đấu với đài ở trận chung kết. Và có lẽ những cái giây phút đánh đó nó hơi ít, thì em xin chia sẻ thêm. Đó chính là đây là tụi em đấu trong phim này là đấu võ đài về Muay Thái, kickboxing các kiểu như vậy. Thì nói trong ba cái võ đó thôi. Còn mà võ Bình Định á, thì là đó là tinh thần của võ Bình Định, đó là võ đạo. Thì nhân vật từ lúc đầu của em thì anh chị xem thấy rất là hậu báo, thích nói gì nói, thích làm gì làm, thích quậy ai quậy, không khe. Nhưng mà khi mà cuối cùng em nghĩ là anh chị là những anh chị lớn có rất là nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm, thì xem cái ánh mắt khúc cuối của em khi mà em chiến thắng ở bản thân mình với một võ sĩ ở trận chung kết cuối cùng đó, đó là một nụ cười mà đã chiến thắng bản thân của mình. Còn nó hơi bị thiếu một cái sự thèm thuồng về tại sao nó không dài hơn. Thật sự thưa với anh chị là cái thời lượng và mọi thứ nó rất là hạn hẹp. Và đối riêng ở bản thân của em là Lợi Trần, em rất là muốn trở lại một lần nữa của Bình Định để mình làm một cái phim hành động về Bình Định hoặc là một cái võ nào Việt Nam của mình, để có thể nói với nước bạn của mình là Việt Nam của em, đây là võ Việt Nam của chúng em. Muốn gửi đến tất cả mọi người ở nước bạn là Việt Nam làm được một cái phim hành động mà thế giới có thể xem được. Em xin chia sẻ là thật sự là trong dự án này là
Em cảm thấy rất là hạnh phúc là em đã chuẩn bị cho con đường này đã 20 năm rồi. 30 năm làm nghề cho con đường một diễn viên. Và trong phim này là một diễn viên hành động. Thì em cảm thấy là trong cái dự án này là một dự án vừa đủ để có thể giới thiệu em đến tất cả anh em làm nghề và quý vị khán giả là em đã sẵn sàng để cho sự nghiệp của mình sắp tới. Điều tâm đắc nhất của Lợi Trần cho vai diễn lần này là gì? Điều tâm đắc nhất đối với em đó là đầu tiên là về tinh thần mà anh Tân và anh Tính đã chia sẻ với em. Điều thứ hai đó chính là nó cùng màu, cùng chất mà em đang theo đuổi. Đó là trong phim là nghệ thuật, võ thuật. Và điều thứ ba đó chính là tinh thần của cái nôi Võ Bình Định, là một nơi mà từ nhỏ em xem phim, em đã muốn đến vùng đất Bình Định để xem tinh thần và võ thuật Bình Định như thế nào. Dạ, đó là những thứ ba tinh thần của em. Ở bản thân em thì là hồi nãy em có chia sẻ là anh Tùng Liêu có chia sẻ là một câu hỏi là đây có phải là một cái dự án đủ lớn để cho em lên màn hình điện ảnh hay không? Thì em có trả lời là đây là một dự án vừa đủ. Dạ, tại sao đây là vừa đủ ạ? Tại vì là trong cái vai diễn ở giao lộ 86B5 này thì vai diễn của em trong kịch bản chỉ được bấy nhiêu thôi ạ. Em rất là muốn có một kịch bản mà em đóng 90 phút, 120 phút sắp tới. Đó là một dự án mà em đang mong đợi. Cho nên là em mới dùng từ vừa đủ thôi. Thì em rất là hy vọng là em sẽ có một vai diễn mà em đang đi tìm. Đó là một vai diễn để đời của em. Và em muốn mình thể hiện từ cái nội tâm diễn xuất bên trong của mình. Còn đối với em, hành động, võ thuật nó chỉ là một cái gạch đầu dòng skill trong cái sự nghiệp diễn xuất của em thôi. Và rất là hy vọng sau phim này anh chị nhìn thấy em có thể là mời em tham gia một dự án nào đó mà em có thể giống như câu hỏi của chị. Và ngay hôm đó chắc chắn em sẽ trả lời: chị ơi, đây là câu trả lời của chị. Dạ, cảm ơn ạ.